Sơn Hoa vốn là người đơn giản, nghĩ đến đó, cô ấy bèn muốn mau chóng bay đến bên cạnh Dương Miên Miên, kể cho cô ấy nghe chuyện này. Ai ngờ, vừa quay người lại, cánh tay đã bị Hỏa Nha tóm lấy, kéo cô ấy trở về. Cậu đừng có mà châm ngọn lửa vào đấy, Miên Miên với Bạch Minh Mặc đều mệt rồi, để cho họ nghỉ ngơi trước đi. Chuyện này để mai rảnh rỗi lại nói cho cô ấy cũng được mà. Chúng ta là giống cái, cũng không phải là chỉ có thể chọn một bạn lữ. Miên Miên ưu tú như vậy, hoàn toàn có thể có nhiều bạn lữ mà. Nếu như Long Khiếu thật sự thích Miên Miên, thì có thêm một thú nhân bảo vệ Miên Miên, cũng không có gì là không tốt cả. Lúc này, Dương Miên Miên vẫn chưa biết rằng cô xuyên vào trong cuốn sách về thế giới thú nhân này. Bởi vì suy đoán có khả năng tất cả đều là thế giới hư cấu, cho nên một bạn lữ cô cũng không dám nghĩ tới. Hai cô bạn tốt đã sắp xếp cho cô rồi. Hai người bạn này cũng thật chu đáo, không chỉ muốn cho cô có một bạn lữ mạnh mẽ, mà còn muốn cô ấy có nhiều bạn lữ một lúc. Chuyện tốt như vậy, có lẽ Dương Miên Miên nằm mơ cũng không dám mơ tới. Mẹ, mẹ đã khóc lâu như vậy rồi, cho dù có khóc mù mắt cũng vô ích thôi. Mẹ yên tâm, ngày mai chúng con sẽ ra ngoài tìm cha nhỏ. Dương Đình biết được bạn lữ của mình đã mất tích từ lâu rồi, bà đã khóc từ lúc xế chiều cho đến tận đêm khuya. Vốn là một giống cái mạnh mẽ, vào lúc này, những đứa con của bà mới phát hiện ra rằng hóa ra mẹ của chúng lại yếu đuối như vậy. Phải đó mẹ, mẹ đừng nghĩ theo chiều hướng xấu như vậy. Rất có thể là Lục Cao gặp chuyện gì đó cho nên mới bị trì hoãn, nhất định là anh ấy sẽ quay về thôi. Cho dù thế nào đi chăng nữa, anh ấy cũng là thú nhân cấp 3, anh Đại Bạch cũng vậy. Anh Đại Bạch còn có thể bay, nếu gặp nguy hiểm, mang theo hai người họ cùng bay đi, hoàn toàn là có khả năng mà. Nhìn thấy bạn lữ của mình đau lòng như vậy, Dương Vân cũng cảm thấy đau lòng. Anh Đại Bạch có thể bay thì đúng rồi, nhưng mà đã hai mươi mấy ngày trôi qua rồi, có thể có chuyện gì mà trì hoãn đến tận bây giờ. Anh ấy không trở về, cũng biết là chúng ta sẽ lo lắng cho anh ấy, sao có thể không trở về chứ? Ta lo lắng là, mẹ, mẹ đừng lo lắng, ngày mai chúng con sẽ đi tìm. Thuận tiện hỏi thăm xem có thú nhân nào ở những bộ lạc gần đây có quen biết với chúng ta nhìn thấy cha nhỏ hay không. Mẹ, con xin mẹ đấy, mẹ ngủ một giấc đi. Mẹ không ngủ, cứ khóc mãi như vậy, chúng con nhìn thấy cũng cảm thấy khó chịu theo. Như vậy thì làm sao chúng con có thể nghỉ ngơi thật tốt để đi tìm cha nhỏ chứ? Dương Nguyệt Tây là người dám nói, nhìn thấy mọi người đều không nỡ nói lời nặng lời với Dương Đình, đã mềm mỏng không được, cậu ta cũng chỉ đành phải nói lời uy hiếp. Nhìn thấy vết thương trên người mấy đứa con trai, cùng với vẻ mặt mệt mỏi của bọn chúng, Hùng Thảo cũng lo lắng cho sự an toàn của Lục Cao, nhưng ít nhất cô ấy vẫn lý trí hơn Dương Đình lúc này rất nhiều. Dương Đình, mấy đứa nhỏ nói đúng, cô cứ như vậy, bọn chúng cũng không thể nghỉ ngơi, không thể đi tìm Lục Cao được. Khóc lóc nữa cũng vô ích thôi. Được rồi, tôi sẽ không khóc nữa, mọi người đi ngủ đi. Dương Đình nhìn thấy mấy đứa con trai và Dương Vân đều vây quanh mình, biết là nếu cứ đau lòng như vậy cũng không phải là cách. Lau nước mắt, cô ta nằm vật xuống tấm da thú, cả người không muốn nhúc nhích. Ngày mai bộ lạc sẽ xây nhà mới cho mọi người, chắc là thú nhân trong tộc sẽ không có thời gian đi tìm cha nhỏ cùng chúng ta đâu. Con thấy, ngày mai bốn anh em chúng ta cùng đi là được rồi. Bước ra khỏi nhà gỗ, Dương Nguyệt Đông là anh cả. Tuy ngày thường cậu ta rất thật thà chất phác, nhưng bây giờ mẹ của bọn họ đã hoàn toàn mất phương hướng. Làm anh cả, cậu ta cũng chỉ có thể đứng ra dẫn dắt mọi người. Bốn người chúng ta đi thì không sao, lỡ như gặp phải thú nhân của bộ lạc khác đi săn mồi, đội ngũ như vậy thường không ít người đâu. Đến lúc đó bốn người chúng ta làm sao đấu lại được bọn họ? Hay là ngày mai chúng ta đi tìm Bạch Minh Mặc đi? Ít nhất thì Bạch Minh Mặc là hổ thú, hơn nữa còn là thú nhân cấp 4. Nếu thực sự gặp nguy hiểm, sức chiến đấu của anh ta, một mình anh ta có thể địch lại bốn người chúng ta, vẫn là an toàn hơn. Dương Nguyệt Bắc là em út, tuy ngày thường ít nói, nhưng lại là người trầm tĩnh nhất. Đúng vậy, tứ đệ nói đúng, tuy tìm cha nhỏ là việc cấp bách, nhưng chúng ta cũng không thể xảy ra chuyện gì được. Nếu như chúng ta xảy ra chuyện, sau này mẹ và Hùng Thảo, Miên Miên sẽ không có ai bảo vệ nữa. Tuy rằng Bạch Minh Mặc không còn là bạn lữ của Miên Miên nữa, nhưng mà dọc đường đi con để ý thấy, tuy rằng tính cách của Bạch Minh Mặc lạnh lùng, nhưng mà anh ta cũng rất quan tâm đến Miên Miên. Lúc trên đường đi, cho dù chúng ta có bảo vệ Miên Miên ở giữa, anh ta đều đi trước đi sau chúng ta. Chắc chắn là bởi vì lo lắng cho Miên Miên cho nên mới như vậy. Dương Nguyệt Nam là con thứ hai lên tiếng. Dương Miên Miên cuối cùng cũng ướp xong thịt bò. Cô ấy định ra suối rửa tay. Ai ngờ Bạch Minh Mặc chỉ vào thùng gỗ đựng nước nói. Bên đó có nước, còn ra suối làm gì? Thời gian này, thà đi ngủ sớm còn hơn. Nói xong, Bạch Minh Mặc lấy tấm da thú ra, giống như ban nãy, trải ngay ngắn trước cửa nhà gỗ. Vẻ mặt tự giác của anh khiến Dương Miên Miên nhìn mà mệt mỏi, nhưng cô vẫn không nhịn được nở nụ cười. Thì ra là anh múc nước cho ta sao? Vậy thì cảm ơn anh nhé. Dương Miên Miên bưng hai thùng gỗ ra sau nhà, rửa tay chân nhanh chóng, sau đó trở về nhà gỗ.
Sau mấy ngày vất vả, cuối cùng cô cũng được nằm xuống bên cạnh các con, nhìn ba đứa nhỏ ngủ say sưa, cô mới cảm thấy yên tâm. Lúc này cô thực sự cảm nhận được sự ấm áp. Chỉ là, cho dù có mệt mỏi hơn nữa thì bây giờ cô cũng không thể ngủ được. Món quà không gian vẫn chưa mở, biết đâu lại là thứ tốt nữa thì sao? Vừa bước vào không gian, Dương Miên Miên đã nhìn thấy xác của mấy tên thú nhân bộ lạc Thần Nguyệt sau khi biến thành nguyên hình, còn có mấy con mồi mà cô đã thu vào không gian ở trong rừng. Đặc biệt là con chăn kia, Dương Miên Miên chỉ cần liếc nhìn thôi cũng cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Cô vội vàng quay người đi, dùng ý niệm ném tất cả ra sau nhà gỗ, che lại như vậy, cô sẽ không nhìn thấy nữa là được. Ngày mai lại lấy ra, mang con chăn kia đến cho cha mẹ, thuận tiện tặng thêm cho họ hai con mồi nữa. Số mồi còn lại, có thể xử lý hết, sau đó lại cất vào không gian, muốn ăn lúc nào thì lấy ra dùng. Xử lý xong mọi việc, cô mới dùng ý niệm mở hộp quà ra. Chỉ là, khi nhìn thấy một chiếc túi nhựa trong suốt xuất hiện bên trong, Dương Miên Miên mặt ngẩn ngơ. Cái quái gì đây? Ý niệm điều khiển, phóng to tầm nhìn. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy rõ, trên bao bì trong suốt còn viết cả tên. Lam Cảnh Hạ, Linh Bạch Quế, Phong Diệp Tử. Đọc ba cái tên trên bao bì, Dương Miên Miên cảm thấy hơi quen quen. Bên trong ba chiếc túi trong suốt kia, rõ ràng là ba gói hạt giống. Nhưng mà, không gian tặng hạt giống cho cô làm gì? Chẳng lẽ là muốn cô phát triển nông nghiệp ở thế giới này? Nhưng mà ba loại hạt giống này, kiếp trước cô chưa từng nghe thấy bao giờ. Chỉ là ba cái tên này, Dương Miên Miên dám chắc chắn rằng mình đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi. Cảm giác quen thuộc càng lúc càng rõ rệt, cơn buồn ngủ vừa mới nảy ra đã bị cảm giác muốn tìm hiểu sự thật lấn át. Lắng nghe động tĩnh bên ngoài, Bạch Minh Mặc đã ngủ rồi, cô không nghĩ ngợi nhiều, bê liền tiến vào không gian. Với tay lấy ba túi hạt giống, mở ra xem, quả nhiên đều là hạt giống thật. Cô do dự một chút, sau đó lại lấy mấy cuốn sách tu luyện mà không gian tặng cho cô trước đó ra. Nếu cô ấy nhớ không lầm, ba loại cây này, cô ấy đã từng nhìn thấy trong một cuốn sách về luyện đan. Chỉ là lúc đó cô ấy cảm thấy quá mức huyền diệu. Cuốn sách luyện đan đó, có lẽ cả đời này cô ấy cũng không dùng tới, cho nên mới ném vào không gian, treo lên nó. Tìm được cuốn sách luyện đan, Dương Miên Miên liền cẩn thận lật từng chương về công thức luyện đan, tỉ mỉ tìm kiếm trong bảng ghi chú về thực vật. Tìm kiếm hồi lâu, mãi đến trang 36, cuối cùng cô ấy cũng tìm được tên của ba loại thực vật này. Nhìn kỹ lại, ba loại thực vật này kết hợp với nhau trong lò luyện đan, cộng thêm các loại dược liệu khác, thế mà lại có thể luyện ra tăng linh đan. Dương Miên Miên với tâm trạng vô cùng kích động, nhìn kỹ lại, mới phát hiện ra cái gọi là tăng linh đan kia chính là một loại đan dược có tác dụng tăng cường linh lực, đạt đến cảnh giới cao hơn. Loại đan dược này chỉ dùng cho thú nhân khi thăng cấp. Sau khi kích động một hồi, Dương Miên Miên liền bình tĩnh lại. Suy cho cùng, hiện tại cô ấy có nước thanh liên trì, cũng coi như là một loại công cụ gian lận để tăng cường linh lực. Luyện đan đâu phải chuyện dễ dàng như vậy. Không có lò luyện đan, không có khả năng khống chế linh lực tương ứng. Cho dù cô ấy có ba loại linh thảo cần thiết này, cũng không thể luyện chế ra được. Nhưng sau khi cầm ba túi hạt giống linh thảo lên nhìn một lúc, cô ấy vẫn quyết định gieo những hạt giống này xuống đất trong không gian. Tuy rằng diện tích đất có thể trồng trọt trong không gian không nhiều, nhưng hiện tại cô ấy cũng là người có cả siêu thị không gian rồi. Cô ấy chỉ cần giữ lại một nửa đất để trồng trọt, đổi lấy tiền xu không gian, diện tích còn lại sẽ dùng để trồng ba loại linh thảo này. Đợi sau khi linh thảo mọc lên, sau này có cơ hội thu thập được những thứ khác trong sách luyện đan, hoặc là sau khi bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Lại xem thử vị đại thần không gian này có tặng cho cô ấy một cái lò luyện đan gì đó hay không, đến lúc đó cô ấy có thể thử xem. Biết nhiều đâu có hại gì, dù sao thì ba túi hạt giống này theo như ghi chép trong sách, cũng được coi là linh thảo. Trồng lên rồi trộn gỏi cho mọi người trong nhà ăn, biết đâu lại tốt cho sức khỏe thì sao. Dù sao thì, vị đại thần không gian này cho cô ấy những thứ này, chắc chắn là có dụng ý của ông ấy. Biết đâu là muốn cô ấy luyện đan, cô ấy chuẩn bị trước cũng không có gì là xấu. Sau khi trải qua một chuyến đi đến bộ lạc khác, tuy rằng không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn, nhưng ngân lạc đã khiến cho cô ấm ức không nhẹ. Trải qua chuyện này, Dương Miên Miên càng hiểu rõ tầm quan trọng của sức mạnh. Nếu như cô ấy có thể luyện đan, vậy thì tốt biết mấy. Thú nhân thân thiết bên cạnh cô ấy, tất cả đều được nâng cao đẳng cấp, xem còn ai dám động đến bọn họ nữa không. Vừa hay, miếng đất trong không gian kia, bắp và lúa mì đều đã chín rồi. Cô ấy dùng ý niệm điều khiển, thu hoạch toàn bộ, sau đó đưa vào kho hàng để bán. Sau một lượt, số dư trong thẻ pha lê của cô lại tăng thêm hơn 1.000. Dương Miên Miên vui vẻ ném thẻ pha lê lên không trung, sau đó bắt đầu dùng ý niệm cày xới đất. Tiếp theo, cô chia ba túi hạt giống ra, gieo xuống đất. Sau khi gieo hạt giống xong, để cho chúng nhanh chóng nảy mầm, hơn nữa còn cân nhắc đến việc sau này sẽ dùng chúng để luyện chế tăng linh đan. Dương Miên Miên liền cầm thùng gỗ lên, múc đầy hai thùng nước thanh liên trì, tưới lên số hạt giống kia. Gieo hạt giống xong,
Dương Miên Miên lại lấy một ít hạt giống bí đao ra gieo xuống. Cô ấy phát hiện ra, trồng bí đao là có lời nhất. Giá thu mua bí đao là 2 đồng một cân. Bí đao trồng trong không gian này, chỉ cần vài ngày là có thể thu hoạch. Hơn nữa một quả bí đao có thể nặng tới 8-90 cân. Tính ra, chỉ cần vài ngày là có thể thu hoạch được 100-200 cân bí đao, còn có lời hơn là trồng bắp hay bí ngô. Tuy rằng tiền trong thẻ pha lê không gian không lo hết, nhưng kiếm được nhiều tiền vẫn tốt hơn. Lỡ như có việc gấp cần dùng đến thì sao? Sau khi gieo hạt giống bí đao xong, cô định dùng nước ao để tưới, nhưng sau đó lại nghĩ, tác dụng của nước thanh liên trì thần kỳ như vậy. Biết đâu dùng nước thanh liên trì tưới bí đao, đến lúc đó bí đao cũng sẽ có linh lực thì sao? Nghĩ đến đây, cô lại hì hục múc thêm 2 thùng nước thanh liên, tưới lên miếng đất vừa mới gieo hạt giống bí đao kia. Trồng trọt trong không gian này rất thuận tiện, không cần phải xới đất, cũng không cần phải nhổ cỏ, cây cối phát triển nhanh chóng, hoàn toàn không cần phải lo lắng vấn đề hạt giống không nảy mầm. Dương Miên Miên vốn đã mệt mỏi mấy ngày nay, sau khi gieo hạt giống xong, cô ấy ra ao rửa tay, nhìn những chú cá, vịt và ngỗng đang bơi lội tung tăng trong ao, khóe miệng Dương Miên Miên nhếch lên nụ cười, cô lại tiếp tục cầm thùng gỗ đi múc nước thanh liên trì. Sau khi đổ liên tiếp 20 thùng nước thanh liên trì xuống ao, cô lại ngã gục xuống đất vì kiệt sức. Sau đó, cô ngồi bệt xuống bên cạnh thanh liên trì, uống no nước rồi mới thấm thía hơn một chút. Sau khi đã lấy lại tinh thần, cô định ra khỏi không gian, thì bỗng nhiên cả người cứng đờ. Một cơn đau nhức lan ra toàn thân, từ trong ra ngoài. Cảm giác đau đớn khi thăng cấp lần trước lại ập đến. Dương Miên Miên không thể tin nổi nhìn về phía thanh liên trì, kinh ngạc về thể chất dễ dàng thăng cấp của mình. Đại thần, con mới thăng cấp được có mấy ngày thôi mà. Lại thăng lên cấp 3 nhanh như vậy, thực sự không sợ những người khác ghen tị sao? Dương Miên Miên đau đớn co rút người lại, ôm chặt lấy cơ thể, cảm nhận được cơ thể người đang dần dần biến thành linh dương. Từng khối cơ bắp và xương cốt trên cơ thể, như thể đang phải chịu đựng nỗi đau xé rách. Cơn đau khiến cho Dương Miên Miên muốn đập đầu vào tường cho ngất lịm đi. Cuối cùng, trong tiếng gào thét, bầu trời trong không gian đang tươi sáng như ban ngày bỗng nhiên mây đen kéo đến. Không, không thể nào. Chỗ này cũng có sấm sét sao? Hơn nữa, ta chỉ là thăng lên cấp 3 mà thôi. Đại thần không gian, ông có phải là đánh giá ta cao quá rồi không? Chỉ là cấp 3 thôi mà. Ông còn bắt ta phải trải qua lôi kiếp nữa sao? Dương Miên Miên đau đớn chịu đựng nỗi đau trên cơ thể, nhìn bầu trời trong không gian đột nhiên thay đổi sắc mặt. Sau khi tra hỏi xong, cô đau đớn ôm chặt lấy cơ thể, vội vàng ra khỏi không gian. Bầu trời trong không gian này vốn trắng xóa một màu, không có ban đêm, cũng không có mưa hay mây. Vậy mà hôm nay, không gian này không những có mây đen, mà còn xuất hiện cả sấm sét. Không kịp kinh ngạc, Dương Miên Miên liền cố gắng kìm nén cơn đau trên người. Nhưng vừa mới ra ngoài, sự xuất hiện của cô lập tức khiến cho Tiểu Phong đang ngủ bên cạnh giật mình tỉnh dậy. Tiểu Phong ngủ mơ màng dụi mắt, nhìn thấy một con linh dương đang ngủ bên cạnh, miệng bỗng nhiên chề ra, khóc oa lên. Tiếng khóc này khiến cho hai đứa nhỏ đang ngủ say cũng giật mình tỉnh giấc, đồng thời cũng đánh thức cả Bạch Minh Mặc đang ngủ bên ngoài. Chưa kịp để Bạch Hạo và Tiểu Vũ kêu lên, Bạch Minh Mặc đã nhanh chóng xông vào nhà. Dương Miên Miên đang chật vật chịu đựng cơn đau, cảm giác lúc này của cô giống như là đang bị lột da rút xương vậy. Mồ hôi lạnh to như hạt đậu lăn dài trên trán cô. Nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Phong, cô cố gắng ngẩng đầu lên, muốn dỗ con, nhưng lại nhìn thấy Bạch Minh Mặc đang xông vào. Nhanh, đưa ta ra ngoài. Ta sắp thăng cấp rồi. Bạch Minh Mặc, Bạch Vũ, Bạch Hạo, Tiểu Phong hu hu hu, mẹ ơi, là mẹ nó. Nghe thấy giọng nói phát ra từ miệng con linh dương, Tiểu Phong phản ứng lại, thì ra đây là mẹ nó, đột nhiên khóc lớn hơn. Bạch Minh Mặc không kịp suy nghĩ, sau khi hoàn hồn, lập tức lao đến bên cạnh Dương Miên Miên, cúi người bế cô lên, rồi xông ra khỏi nhà gỗ. Đột nhiên, trên bầu trời đêm tối, vốn đang có hai mặt trăng, bỗng nhiên một đám mây đen nhanh chóng tụ tập trên đỉnh đầu Dương Miên Miên. Vô số tia chớp màu trắng bạc, giống như từ bốn phương tám hướng cùng hội tụ về một điểm, lúc ẩn lúc hiện, chiếu sáng cả bầu trời đêm xanh thẳm như ban ngày. Thăng cấp mà tại sao lại có lôi kiếp? Bạch Minh Mặc còn chưa hết kinh ngạc vì Dương Miên Miên thăng cấp nhanh như vậy, ngẩng đầu nhìn tia sét đang tụ tập trên không trung, suýt chút nữa thì hét lên kinh ngạc. Đi ra chỗ đất trống, Dương Miên Miên cố gắng hét lên, thăng cấp kiểu này, tại sao còn chưa bị sét đánh trúng mà toàn thân đã đau như bị rút xương vậy? Nếu như tia sét này đánh trúng người cô, với cái thân thể nhỏ gầy này, vị đại thần kia có chắc là cô có thể chịu đựng được không? Nghe thấy lời nói của Dương Miên Miên, Bạch Minh Mặc cũng không dám lãng phí thời gian suy nghĩ xem tại sao lôi kiếp lại tìm đến Dương Miên Miên, người mới chỉ thăng cấp lên cấp 3. Sau đó, anh ta lập tức hóa thành hổ trắng, chở Dương Miên Miên trên lưng, lao nhanh về phía xa. Cha ơi, cha vậy mà. Nhìn thấy cha mình sau khi biến thành hổ trắng, lại mọc ra một đôi cánh lớn, Tiểu Vũ từ trong sự kinh ngạc khi nhìn thấy mẹ mình thăng cấp, bỗng nhiên hoàn hồn, há hốc mồm kinh ngạc.
Lời nói kinh ngạc của cô bé còn chưa dứt, Bạch Hạo đã vội vàng che miệng cô bé lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô em gái. Tiểu Vũ, chuyện cha biến thành hổ trắng có cánh vào tối nay, không được nói cho bất kỳ thú nhân nào biết, bao gồm cả ông nội, bà nội, cũng không được nói, nhớ chưa? Tiểu Vũ chớp chớp đôi mắt sáng long lanh, liên tục gật đầu. Bạch Hạo với vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn cha mẹ đang dần biến mất trong màn đêm, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng trên khuôn mặt cậu bé lại hiện lên vẻ lạnh lùng. Bạch Minh Mặc, mau thả ta xuống, lát nữa sét sẽ đánh trúng anh đấy. Không sao, cơ thể của em căn bản không chịu nổi lôi kiếp này. Ta ở đây, còn có thể giúp em cản trở một chút. Dương Miên Miên cũng chỉ là từng đọc sách tu tiên, được chứng kiến cảnh tượng phi thăng độ kiếp bị sét đánh trong sách mà thôi. Còn lại chính là lôi kiếp mà Long Khiếu phải trải qua khi thăng cấp vào ngày hôm qua. Nhưng mà, rõ ràng là ngày hôm qua khi mọi người nhìn thấy Long Khiếu bị sét đánh, ngoài việc vui mừng cho anh ta ra, thì không có một thú nhân nào lo lắng cả. Tại sao Bạch Minh Mặc lại lo lắng như vậy? Nhưng mà khi nghe thấy Bạch Minh Mặc muốn giúp cô cản lôi kiếp, rõ ràng là cơ thể cô ấy khựng lại, cảm động vô cùng. Thú nhân đang ngủ ngoài đất trong bộ lạc, còn có cả thú nhân của những bộ lạc gần đó, tất cả đều bị dị tượng trên trời đánh thức. Rõ ràng ban đêm trời quang mây tạnh, sao trời lấp lánh, vậy mà trong nháy mắt, sau một trận cuồng phong nổi lên, mây đen kéo đến, sấm chớp rền vang. Nhanh lên, ta nhìn thấy có thứ gì đó đang bay về phía bên kia, tia sét kia hình như cũng đang di chuyển theo thứ đó. Hàn Lộc nhìn lên bầu trời, nhìn thấy bóng trắng vụt qua, lúc đầu anh ta còn tưởng chỉ là trời sắp mưa thôi. Ai ngờ, vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một bóng trắng bay vụt qua. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía anh ta chỉ, nhưng trên bầu trời đêm lúc sáng lúc tối, chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Chắc chắn là cậu nhìn nhầm rồi. Nửa đêm nửa hôm, hù dọa người khác, chắc là trời sắp mưa rồi. Nhưng mà mùa này, sao lại có sấm sét được nhỉ? Không đúng, có thú nhân nào đó đang thăng cấp. Tộc trưởng với vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn tia sét đang tụ tập ở chân trời, dường như đang không ngừng lực lượng, chờ đợi thời khắc tung ra đòn cuối cùng. Lời nói của tộc trưởng vừa dứt, những thú nhân đang còn ngái ngủ, lập tức tỉnh cả ngủ. Không lẽ Bạch Minh Mặc cũng sắp thăng cấp rồi sao? Lúc Long Khiếu thăng cấp lên cấp 5, cũng có lôi kiếp, Bạch Minh Mặc và anh ta thực lực ngang ngửa. Một người là Long tộc, một người là Hổ tộc, đều là thú tộc có huyết thống cao quý cả. Ngoài Bạch Minh Mặc ra, gần đây chúng ta cũng không còn thú tộc nào có huyết thống cao quý khác đúng không? Vậy thì chắc chắn là Bạch Minh Mặc sắp thăng cấp rồi. Sau khi nghe thấy lời cha mình nói, trong đầu Hùng Dã bỗng nhiên lóe lên một cái tên, không ai khác ngoài Bạch Minh Mặc. Mọi người nghe vậy, lập tức cũng nhao nhao phụ họa, thật sao, Long Khiếu thăng cấp, vậy mà lại phải trải qua lôi kiếp. Vậy thì huyết thống của Long Khiếu, đừng nói nữa, lát nữa chờ xem tia sét này đánh xuống, chúng ta sẽ biết ngay có phải là Bạch Minh Mặc hay không. Xét khi thăng cấp, chỉ đánh trúng vào những người có năng lực thực sự. Không phải thú nhân nào cũng có may mắn được trải qua lôi kiếp, nhưng những thú nhân đã trải qua lôi kiếp, cũng không phải ai cũng có thể thăng cấp lên cấp 9, sau đó là cấp 10, trở thành thần thú. Tuy rằng trăm năm nay, thỉnh thoảng cũng có nghe nói ở những bộ lạc khác, khi thăng cấp có thú nhân gặp phải lôi kiếp. Nhưng mà thú nhân gặp phải lôi kiếp, nhất định sẽ không liên tiếp xuất hiện ở cái bộ lạc nhỏ bé của bọn họ chứ. Bộ lạc của bọn họ có Bạch Minh Mặc và Long Khiếu gia nhập, thì ra là đã gặp may mắn rồi. Sao có thể trong một lúc, có hai thú nhân cùng thăng cấp từ cấp 4 lên cấp 5 được chứ? Rất có thể, không phải là Bạch Minh Mặc. Cho dù Bạch Minh Mặc là hổ tộc, nhưng mà hổ tộc cũng không phải là mỗi lần thăng cấp đều bị sét đánh trúng đâu. Dù sao cũng có một số người không tin rằng bộ lạc của bọn họ lại may mắn như vậy, cho nên mới lên tiếng nghi ngờ. Long Khiếu là huyết thống Long tộc, có cơ hội bị sét đánh còn có thể lý giải được. Nhưng mà vị đại thần đang trải qua lôi kiếp kia, nếu không phải Bạch Minh Mặc, thì còn có thể là ai được nữa? Lỡ như thực sự là Bạch Minh Mặc, vậy thì bộ lạc của bọn họ. Tộc trưởng nghĩ đến khả năng này, kích động đến mức toàn thân run rẩy, khí huyết dâng trào, hai mắt ngấn lệ. Thậm chí, ông ta còn không nhịn được chắp tay cầu nguyện với bầu trời. Nhất định phải là Bạch Minh Mặc, chắc chắn phải là Bạch Minh Mặc. Trong rừng rậm lang dạ, một đám thần thú cấp 4 đang tiến về phía bộ lạc Nguyệt Nha nhỏ bé, dẫn đầu là một con sư tử đen cấp 5. Cách bộ lạc Nguyệt Nha không đến 100 dặm thì bầu trời đột nhiên biến sắc, nhìn thấy ánh trăng biến mất, tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Trong khu rừng rậm rạp, cây cổ thụ cao chót vót che khuất cả bầu trời, ánh trăng le lói xuyên qua tán lá cũng biến mất. Vẻ mặt của thú nhân đang dẫn đầu thay đổi, vu sư đã tính rồi, gần đây sẽ không có mưa, hay là trời sắp đổi giờ rồi. Nói xong, thú nhân dẫn đầu nhìn sang một con đại bàng bên cạnh, ngươi đi xem thử xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đó, đại bàng nhận lệnh, hóa thành nguyên hình, trực tiếp bay về phía trước, tìm một nơi trống trải, sau đó bay thẳng lên trời, lao nhanh về phía trước. Hắc Sư Viêm, ngươi đang lo lắng điều gì vậy? Chúng ta tiếp tục lên đường là được,
nghe nói đi thêm một đoạn nữa là đến bộ lạc Nguyệt Nha rồi. Nhân lúc trời tối, chúng ta tiến công bất ngờ, dám làm nô lệ của bộ lạc thần Nguyệt chúng ta, vậy mà còn dám chạy trốn. Hôm nay, ta phải cho cái bộ lạc yếu đuối kia biết được kết cục của việc đắc tội với bộ lạc thần Nguyệt chúng ta là như thế nào. Không cần vội, bộ lạc Nguyệt Nha chỉ là một bộ lạc nhỏ bé mà thôi. Nhưng mà lần này tộc trưởng rất tức giận, cảm thấy uy nghiêm của bộ lạc thần Nguyệt chúng ta bị chà đạp. Nếu như một bộ lạc bé nhỏ như bộ lạc Nguyệt Nha mà cũng dám trái ý của tộc trưởng, vậy thì sau này những bộ lạc nhỏ bé khác dưới trướng bộ lạc thần Nguyệt chúng ta chẳng phải là từng người một đều sẽ phản bội, trở thành kẻ thù của chúng ta sao? Nhưng mà đột nhiên xảy ra dị tượng thế này, e là có chuyện gì đó bất thường. Hắc Sư Viêm, ngươi cũng cẩn thận quá rồi đấy, nhưng mà ngươi nói cũng không sai. Lần này, không những phải bắt tất cả thú nhân của bọn chúng về làm nô lệ, mà còn phải bắt hết giống cái của bọn chúng về nhốt vào động dành cho giống cái. Sau này, để cho những giống cái đó sinh con cho chúng ta, muốn chơi đùa thế nào thì chơi. Nghe thấy cuộc trò chuyện của hai thú nhân, đám thú nhân phía sau đều cười ha hả. Nhưng mà sau khi cười xong, Hắc Sư Viêm nhanh chóng kìm nén vẻ kiêu ngạo trên mặt, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm trọng. Lúc trước, không phải có thú nhân trong rừng rậm nói rằng trong số bọn chúng có một con rồng thăng cấp, hơn nữa còn phải trải qua lôi kiếp sao. Con rồng đó khi bị mang về bộ lạc đã là thú nhân cấp 4 rồi, bây giờ thăng cấp lại còn phải trải qua lôi kiếp. Thú nhân cấp 5 này chắc chắn không phải là thú nhân cấp 5 bình thường có thể so sánh được. Tuy rằng ta là cấp 5, nhưng mà cũng chưa chắc đã đánh lại được con rồng đó. Tuy rằng bộ lạc Nguyệt Nha rất nhỏ, nhưng mà chỉ trong vòng một đêm, sau khi bị chúng độc lại có thể chạy thoát hết. Chắc chắn là bọn chúng có bản lĩnh, cho nên mọi người cũng phải cẩn thận một chút. Sự cảnh giác của Hắc Sư Viêm cũng nhắc nhở tất cả thú nhân có mặt ở đây. Tộc trưởng của bộ lạc thần Nguyệt bọn họ, lúc trước khi thăng cấp lên thú nhân cấp 7, cũng chưa từng trải qua lôi kiếp. Một bộ lạc bé nhỏ như bộ lạc Nguyệt Nha, mấy năm trước chỉ là thu nhận một con rồng vô dụng mà thôi, vậy mà lại có thể đột phá lên cấp 5, còn bị sét đánh nữa. Chuyện như vậy, ở khu rừng này, cũng chưa từng nghe nói qua bao giờ. Không khó để tưởng tượng, con rồng này sau này nếu như tiếp tục thăng cấp, thì đẳng cấp của nó chắc chắn không phải là thú nhân cùng cấp có thể so sánh được. Chuyện này, không phải là Khổng Sơn Phi đã quay về bẩm báo với tộc trưởng rồi sao? Bây giờ tộc trưởng vẫn chưa phái người đến truyền đạt mệnh lệnh khác. Chúng ta cứ tiếp tục làm theo mệnh lệnh của tộc trưởng mà đi là được rồi. Hắc Sư Viêm, cẩn thận quá cũng không phải là chuyện tốt. Một con báo đen vỗ vai Hắc Sư Viêm, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Lời hắn ta vừa dứt, Hắc Sư Viêm còn chưa kịp đáp lại thì đã có một tên thú nhân reo hò lên. Trở về rồi, Ưng Trận trở về rồi. Hắc Sư Viêm nhìn đại bàng đang bay về phía bọn họ, đứng dậy, chờ đợi tin tức từ hắn ta. Sau khi Ưng Trận đáp xuống đất, lập tức hóa thành hình người, chắp tay hành lễ với Hắc Sư Viêm, nhưng mà sắc mặt có chút khó coi. Báo cáo Hắc Sư Viêm, không phải trời sắp mưa, mà là có thú nhân đang thăng cấp, trải qua lôi kiếp. Lời Ưng Trận vừa dứt, một tiếng nổ lớn vang lên, xé toạc bầu trời đêm, từ xa xa chuyển đến. Chân trời lóe lên một tia sáng chói lọi, trong nháy mắt chiếu sáng cả màn đêm. Đi xem thử, rốt cuộc là thú nhân của bộ lạc nào đang thăng cấp. Hắc Sư Viêm lập tức ra lệnh, Ưng Trận lại lần nữa rời đi. Sau khi Ưng Trận rời đi, sắc mặt của tất cả thú nhân có mặt đều thay đổi, không còn kiêu ngạo như lúc trước nữa. Bên này, Bạch Minh Mặc đáp xuống một ngọn núi, trực tiếp hóa thành hình người, che Dương Miên Miên dưới thân. Bị cơn đau như lột da rút xương hành hạ, Dương Miên Miên cố gắng đẩy Bạch Minh Mặc ra, người muốn giúp cô chặn lôi kiếp, nhưng mà với đôi móng guốc yếu ớt này, cô chẳng thể làm gì được. Bạch Minh Mặc vẫn đứng vững như núi, Dương Miên Miên muốn khóc cũng không ra nước mắt. Bạch Minh Mặc, nếu như tôi không qua khỏi, các con còn cần anh chăm sóc, mau tránh ra đi, đừng lo cho tôi, đừng nói nhảm nữa, giữ sức lại đi. Giọng nói lạnh lùng của Bạch Minh Mặc vang lên, vẫn là vẻ kiêu ngạo như thường lệ. Một tia sét lớn như cái bát cuối cùng cũng đã hình thành. Giữa bầu trời đêm lóe lên tia chớp, như thể đang chế nhạo hai người trên đỉnh núi, sau đó chờ đợi thời khắc tung ra đòn chí mạng. Bạch Minh Mặc ôm chặt lấy Dương Miên Miên, lộ ra bờ lưng rắn chắc, chờ đợi tia sét kia giáng xuống. Hình như lúc này anh đã nhận ra, anh không phải vì các con, mà chỉ đơn thuần là sợ giống cái này bị thương. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, màn đêm tối đen như được chiếu sáng, một tia sét từ trên trời giáng xuống, như một dòng nước màu bạc, kèm theo đó là những tia chớp lóe lên. Ầm, tia sét màu bạc lóe lên ánh lửa, đánh thẳng vào người thú nhân đang đứng trên đỉnh núi. Tia sét đánh trúng vào lưng Bạch Minh Minh, ngay lập tức bờ lưng rắn chắc kia xuất hiện một vết cháy đen, trong không khí thoang thoảng mùi thịt nướng. Bị anh che chở bên dưới, Dương Miên Miên cảm thấy tim mình như thắt lại. Mùi vị này và tiếng gầm của Bạch Minh Mặc khiến cô lập tức òa khóc. Dưới bầu trời đêm đen kịt, Bạch Minh Mặc cố nén cơn đau rát ở lưng, ôm chặt lấy Dương Miên Miên, ngẩng đầu lên trời, hóa thành hổ trắng, gầm lên một tiếng vang dội. Bạch Minh Mặc,
mau tránh ra. Tôi xin anh đấy, đây không phải là lôi kiếp của Bạch Minh Mặc. Cho dù Bạch Minh Mặc là thú nhân cấp 4, thì tia sét kia đánh trúng người anh, chỉ khiến cho anh bị thương nặng hơn thôi. Lỡ như không cẩn thận, Bạch Minh Mặc sẽ bị tia sét này đánh chết mất. Tuy rằng Dương Miên Miên còn chưa biết những điều này, nhưng mà trong lòng con hổ trắng kia rất rõ ràng. Không sao, tôi chịu đựng được. Giống cái, em yên lặng một chút đi, đừng nói nữa. Đối diện với tiếng khóc của Dương Miên Miên, Bạch Minh Mặc cố nén cơn đau, cứng miệng nói. Cứ tưởng rằng một tia sét giáng xuống, như vậy là kết thúc rồi. Nhưng mà khi Dương Miên Miên ngẩng đầu lên, cô mới phát hiện trên bầu trời lại một lần nữa tụ tập mây đen và sấm chớp. Bạch Minh Mặc, anh có ngu không vậy? Anh cũng không thích tôi, đừng che chở cho tôi nữa. Tôi không xứng, anh mau đi đi. Tôi có thích em hay không thì quan trọng sao? Giống cái, tôi bảo em im miệng thì em im miệng đi, đừng ồn ào nữa. Nếu không, thú thần nghe thấy, tia sét giáng xuống tiếp theo sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu. Cái gì? Còn nữa sao? Thật sự còn nữa sao? Vậy thì anh mau đi đi, tôi xin anh đấy. Ngửi thấy mùi vị trong không khí, Dương Miên Miên căn bản không nghe lời Bạch Minh Mặc, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cô vừa khóc vừa lắc đầu, muốn đứng dậy, cố gắng dãy dụa, nhưng mà vô ích, im miệng, giống cái. Nếu như em còn kêu nữa, các con sẽ không còn cha mẹ đâu. Bạch Minh Mặc cố nén cơn đau rát ở lưng, vẫn kiên quyết giữ chặt lấy Dương Miên Miên, không cho cô cơ hội đứng dậy. Rất nhanh, lôi điện đã tụ tập xong, tia chớp xé toạc bầu trời đêm, tia sét thứ hai lại một lần nữa giáng xuống. Cho dù không cần ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng Bạch Minh Mặc biết rõ, lần này tia sét này sẽ còn lợi hại hơn lần trước. Ầm, lại một tiếng nổ vang lên, lần này, tia sét không còn mang màu trắng bạc như lần trước nữa. Trên bầu trời đêm, một tia sáng vàng kim lóe lên, một tia sét màu vàng to bằng cái bát xé toạc bầu trời đêm, đánh thẳng vào lưng Bạch Minh Mặc lần nữa. Bầu trời sáng lên, Dương Miên Miên cắn răng gầm lên một tiếng, cơn đau xé lòng khiến cô dồn hết sức lực, đẩy Bạch Minh Mặc đang đè lên người mình ra. Tia sét màu vàng kia giáng xuống, Bạch Minh Mặc còn chưa kịp phản ứng thì tia sét kia đã đánh trúng người Dương Miên Miên. A, à, Dương Miên Miên dồn hết linh lực trong cơ thể, biến trở lại thành hình người, đứng trên đỉnh núi, hai tay hướng lên trời. Cùng với tiếng gầm của cô, tia sét màu vàng kim to bằng cái bát kia đánh thẳng vào người cô. Một dòng điện màu vàng kim truyền khắp tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ của Dương Miên Miên. Bạch Minh Mặc từ dưới đất bò dậy, quay đầu định lao lên thì vừa lúc nhìn thấy Dương Miên Miên trần truồng đang đứng hiên ngang giữa đất trời, tiếp nhận sự gột rửa của lôi kiếp. Tiếng sấm sét biến mất, Dương Miên Miên đang đứng trên đỉnh núi bỗng nhiên ngã xuống. Làn da trắng nõn nà ban đầu giờ đây đã trở nên đen nhẻm, ngay cả mái tóc cũng giống như bị thiêu cháy, dựng ngược lên như quả cầu lửa. Bạch Minh Mặc loạng choạng chạy tới, mặc kệ đám mây đen đang tiếp tục tụ tập trên bầu trời, vội vàng ôm lấy Dương Miên Miên, che chở cho cô. Một con rồng đen từ xa bay đến, nhìn thấy đám mây đen đang tụ tập kia, lông mày nhíu lại, lao thẳng xuống đỉnh núi. Dương Miên Miên quả nhiên vẫn còn quá yếu, hắn không ngờ thứ mà Bạch Minh Mặc có thể chịu đựng được, Long Khiếu cũng có thể chịu đựng được, vậy mà cô lại không thể chịu đựng nổi. Cô chỉ bị một tia sét đánh trúng, đã bị nướng chín như vậy rồi, thế mà còn bị đánh ngất xỉu nữa. Bạch Minh Mặc nhìn giống cái đã đen như than kia, trong lòng cảm thấy đau nhói. Lôi kiếp là không thể trốn tránh, cho dù ngươi có trốn ở đâu, lôi kiếp cũng có thể đánh trúng vị trí của ngươi, hoặc là có người giúp ngươi cản trở, hoặc là có thần binh lợi khí hoặc là thú phù để cản trở, nhưng mà bọn họ lại chẳng có gì cả. Bạch Minh Mặc mặc kệ cơn đau ở ngũ tạng lục phủ, ôm chặt lấy Dương Miên Miên, trong lòng đã hạ quyết tâm. Anh không biết tại sao, Dương Miên Miên rõ ràng chỉ mới cấp 3, lại phải chịu đựng sự gột rửa của lôi kiếp. Cũng không biết tại sao, ngay cả Long Khiếu cũng chỉ bị đánh một tia sét mà thôi, vậy mà Dương Miên Miên lại sắp phải trải qua ba đạo lôi kiếp rồi. Tia sét to bằng cái bát lần này lại có màu xanh nhạt, màu sắc như vậy chỉ có thể chứng tỏ nó còn lợi hại hơn cả hai lần trước. Bạch Minh Mặc cũng không biết liệu mình có thể chịu đựng được hay không, nhưng mà lúc này anh biết Dương Miên Miên chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi nữa. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, tia sét màu xanh nhạt to bằng cái bát kia giáng xuống. Bạch Minh Mặc cắn răng chịu đựng, chờ đợi sự chỉ dẫn của thú thần, nhưng mà điều hắn không ngờ tới chính là một tiếng gầm vang lên từ phía sau. Vốn dĩ cho rằng lần này mình chết chắc rồi, nhưng mà cùng với tiếng gầm kia, khi quay đầu lại, anh mới phát hiện Long Khiếu đã biến thành rồng, dùng thân thể to lớn của mình che chở cho anh và Dương Miên Miên bên dưới. Bạch Minh Mặc nhìn Long Khiếu đang bay lượn trên không trung, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cùng với một tiếng long ngâm, mây đen trên trời tan biến, thân thể to lớn của Long Khiếu đáp xuống bên cạnh anh và Dương Miên Miên, sau đó biến trở lại thành hình người. Hai, không ngờ Dương Miên Miên chỉ là một giống cái thăng cấp lên cấp 3 mà thôi. Vậy mà lôi kiếp lại còn to hơn cả lôi kiếp khi ta thăng cấp lên cấp 5,
Hơn nữa thú thần lại giáng xuống ba đạo lôi kiếp để gột rửa cô ta. Bạch Minh Mặc, xem ra ngươi cũng không phải là không thích cô ta, ngươi đã yêu cô ta rồi sao? Bạch Minh Mặc nhìn Long Khiếu đang bị thương, sắc mặt lạnh lùng. Tại sao ngươi lại cản trở? Long Khiếu cười khẩy một tiếng, lau đi vết máu ở khóe miệng, từ dưới đất bò dậy. Trong màn đêm, ánh mắt hắn ta tràn đầy vẻ tự diễu. Ta không muốn ngươi bị thương, cũng không muốn Dương Miên Miên nhìn thấy ngươi bị thương mà đau lòng. Nói xong, Long Khiếu lại nhìn sâu vào giống cái đang bất tỉnh trong vòng tay Bạch Minh Mặc. Nhớ lúc trước, Dương Miên Miên còn nói hắn là đồ đen thùi lùi, cô ta nhất định sẽ không thích hắn sao. Ha ha, giống cái bây giờ, đen thùi lùi, quả nhiên là xấu chết đi được. Chỉ là, hắn muốn thay Bạch Minh Mặc bảo vệ cô. Hắn chưa bao giờ phát hiện ra tâm ý của mình, nhưng mà vừa rồi khi nhìn thấy tia sét kia đánh xuống, hắn mới phát hiện, thì ra mình lại không nỡ để Dương Miên Miên chết đi. Trước đây, hắn còn từng mong Dương Miên Miên biến thành cho bụi kia mà, vậy mà bây giờ lại có phát hiện này, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Thì ra, lo lắng của Hồ Ly Nhi là đúng sao, hắn thích Dương Miên Miên. Nhận thức này khiến cho Long Khiếu không nhịn được nhìn về phía giống cái đang được Bạch Minh Mặc ôm trong lòng thêm lần nữa. Thật sự là rất đen, đen như than vậy, hoàn toàn không nhìn thấy một chút bóng dáng nào của cô lúc trước nữa. Thu hồi tầm mắt, Long Khiếu hóa thành rồng đen, một lần nữa rời đi. Sao lại như vậy được, chỉ là một bộ lạc nguyệt nha bé nhỏ mà thôi, vậy mà lại có hai thú nhân bị sét đánh trúng khi thăng cấp. Ưng Trận, ngươi chắc chắn là mình không nhìn nhầm chứ? Không nhìn nhầm đâu, vừa rồi ta còn nhìn thấy con rồng đen đó nữa. Hơn nữa, người thăng cấp lần này lại là một giống cái, hơn nữa còn chỉ mới cấp 3 mà thôi. Lôi kiếp ngày hôm nay còn to hơn gấp 10 lần so với lôi kiếp mà thú nhân trong rừng rậm nhìn thấy vào ban ngày, hơn nữa còn giáng xuống ba đạo lôi kiếp. Thật là khó tin, vừa rồi là giống đực, bây giờ ta vẫn còn thấy sợ hãi. Lúc đó, may mà có hổ trắng và rồng đen giúp cô ta cản lại một đạo, nếu không thì giống cái kia chắc chắn không chịu đựng nổi. Nghe thấy lời Ưng Trận nói, vẻ khinh thường mà Hắc Sư Viêm dành cho bộ lạc Nguyệt Nha lúc trước đã sớm tan biến như bong bóng xà phòng. Mấy chục tên thú nhân xung quanh nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Hắc Sư Viêm cũng không nhịn được im lặng không nói một lời, bởi vì bọn họ biết lúc này Hắc Sư Viêm đang suy nghĩ liệu có nên tiếp tục tấn công bộ lạc Nguyệt Nha hay không. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cuối cùng Hắc Sư Viêm cũng lên tiếng: "Ưng Trận, ngươi lập tức quay về bộ lạc một chuyến, báo cáo chuyện của bộ lạc Nguyệt Nha cho tộc trưởng. Có nên tấn công hay không, chúng ta sẽ ở đây chờ tin tức của ngươi." Ưng Trận không hề do dự, lập tức gật đầu, hóa thành đại bàng, lao ra khỏi tán cây, bay về phía bộ lạc Thần Nguyệt. Rốt cuộc là bộ lạc Nguyệt Nha kia có lai lịch gì vậy? Chẳng lẽ là được thú thần phù hộ sao? Vậy mà một giống cái trưởng thành lại có thể thăng cấp, hơn nữa còn phải chịu đựng ba đạo lôi kiếp khủng khiếp như vậy. Sau khi Ưng Trận rời đi, đám thú nhân đều trở nên bồn chồn. Dù sao thì, bộ lạc Nguyệt Nha, trong mắt bộ lạc Thần Nguyệt bọn họ, chẳng là cái thá gì cả. Nếu như gió thuận mưa hòa, thì bọn họ cũng chỉ là một bộ lạc nhỏ nương tựa vào bộ lạc Thần Nguyệt mà thôi. 3 tháng một lần, tộc trưởng cho bọn họ lửa giống, bọn họ còn phải ngoan ngoãn dâng lên mấy chục con mồi. Nếu như gặp phải năm nào thiên tai dịch họa, thú nhân của những bộ lạc nhỏ như vậy hoàn toàn có thể trở thành thức ăn của bọn họ. Vậy mà chỉ trong vòng một ngày, một bộ lạc nhỏ bé như vậy lại có hai thú nhân thăng cấp, hơn nữa cả hai còn phải chịu đựng lôi kiếp. Quan trọng nhất là, ngay cả trong truyền thuyết cũng chưa từng nghe nói qua có thú nhân nào thăng cấp lên cấp 3 mà đã phải chịu đựng lôi kiếp rồi. Hơn nữa, thú nhân này lại còn là một giống cái. Lời nói kia khiến cho đám thú nhân dưới kia bắt đầu bàn tán xôn xao. Người duy nhất im lặng chính là Hắc Sư Viêm. Hắn cũng nghĩ mãi không thông, có lẽ phải đợi Ưng Trận quay về bộ lạc, báo cáo chuyện này cho tộc trưởng. Lúc đó tộc trưởng cũng sẽ nghĩ mãi không thông sao. Bạch Minh Mặc hóa thành hổ trắng, chở Dương Miên Miên trên lưng, bay đến bên một bờ hồ rồi đáp xuống. Hắn ôm lấy Dương Miên Miên toàn thân đen nhẻm, đi thẳng xuống hồ. Giống cái đen thùi lùi như vậy, đợi sau khi cô tỉnh lại, chắc chắn sẽ ghét bỏ bản thân mình lắm. Chỉ là cơ thể đen thùi lùi kia, dưới bàn tay to lớn của hắn, dần dần lộ ra làn da trắng nõn. Bạch Minh Mặc bỗng nhiên khựng lại, hai người nhìn nhau, trong dòng nước lạnh buốt, Dương Miên Miên cúi đầu xuống, trong mắt bỗng chốc hiện lên vẻ kinh hãi. Ôi trời, Bạch Minh Mặc, anh đang lợi dụng tôi sao? Giọng nói đầy nội lực, phản ứng nhanh nhạy, hai tay khoanh trước ngực, nhanh chóng rời khỏi vòng tay của hắn, đứng dậy, tức giận trừng mắt nhìn hắn, nhìn thế nào cũng không giống một người sắp chết nữa. Bạch Minh Mặc nhíu mày, nhìn chằm chằm vào giống cái đang đứng trước mặt, cơ thể đã được hắn rửa sạch sẽ, làn da còn trắng nõn hơn cả trước kia. Chẳng lẽ là bởi vì vừa mới thăng cấp sao? Anh còn nhìn nữa hả? Mau tránh ra. Nhìn Bạch Minh Mặc vẫn đứng im nhìn mình chằm chằm, Dương Miên Miên vội vàng ngồi xuống, ngâm mình trong nước. Có điều, tên thú nhân này có bị bệnh không vậy? Sao cứ nhìn cô chằm chằm như thế? Chẳng lẽ
Này này này, Bạch Minh Mặc, tôi cảnh cáo anh, cho dù anh có động dục, cũng không được phép làm chuyện đó với tôi. Đừng quên, anh đã nói sẽ không kết làm bạn lữ với tôi nữa. Nhanh, nhanh, nhanh tránh ra. Phải nói rằng, lúc này đầu óc Dương Miên Miên đang có rất nhiều suy nghĩ. Vừa quát thối Bạch Minh Mặc, vừa lùi dần về phía sau. Bạch Minh Mặc cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, quay người bỏ đi, cũng lười giải thích, đi thẳng lên bờ. Mà lúc này, dưới mặt hồ tưởng chừng như yên ả, một mối nguy hiểm đang rình rập sau lưng Dương Miên Miên, cô hoàn toàn không hề hay biết. Nhìn thấy Bạch Minh Mặc đã lên bờ, Dương Miên Miên thở PHG hôm nay, từ từ đứng dậy khỏi mặt nước, lúc này cô mới phát hiện, thì ra nước hồ chỉ mới đến ngực cô mà thôi. Không phải là cô đang thăng cấp bị sét đánh trúng sao? Bạch Minh Mặc còn giúp cô cản một đạo lôi kiếp nữa mà. Không đúng, đạo lôi kiếp thứ hai là do cô tự mình gánh vác, sau đó hình như toàn thân giống như bị điện giật, rồi cô ngất đi. Nhưng mà trước khi ngất đi, nếu như cô nhớ không lầm, lúc đó hình như trên bầu trời lại một lần nữa tụ tập lôi kiếp. Nhớ lại cảnh tượng trước khi ngất đi, Dương Miên Miên nhìn thú nhân đang ngồi trên tảng đá lớn trên bờ chờ cô, trong lòng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Lúc đó Bạch Minh Mặc thật sự rất tốt bụng, rõ ràng đã nói là ghét cô, vậy mà lại không màng nguy hiểm, giúp cô cản hai đạo lôi kiếp. Hay là vừa rồi cô đã hiểu lầm Bạch Minh Mặc rồi, nếu như anh muốn làm gì đó với cô, căn bản không cần phải đợi đến lúc cô ngất đi. Nghĩ đến đây, Dương Miên Miên vội vàng lắc đầu, dùng nước sạch rửa sạch sẽ cơ thể, sau đó đi lên bờ. Bạch Minh Mặc, anh quay người lại đi, tôi lên bờ đây. Dương Miên Miên lên tiếng nhắc nhở thú nhân đang đứng trên bờ, đôi mắt đen láy của Bạch Minh Mặc khẽ nheo lại, nhìn ra giữa hồ. Nhưng mà, đúng lúc hắn định quay người lại, thì bỗng nhiên lao thẳng xuống hồ. Cùng lúc đó, hai chân của Dương Miên Miên bỗng nhiên giống như bị thứ gì đó quấn lấy, sợ đến mức cô hét toáng lên. Sau đó lấy con dao thái rau trong không gian ra, phản ứng theo bản năng, chém thẳng về phía thứ đang quấn lấy chân mình. Hai người một con, dao thái rau và móng vuốt sắc nhọn đồng thời giáng xuống, mặt hồ yên ả bỗng chốc dâng trào. Dưới lòng hồ trong vắt, một con chăn màu xám nhô đầu lên, kêu thảm thiết, dừng tay, tha mạng, tha mạng. Nhìn thấy con chăn đã hóa thành nửa người nửa rắn, bị Bạch Minh Mặc bóp chặt yết hầu, Dương Miên Miên sợ đến mức toàn thân nổi da gà. Nhưng mà sau khi nguy hiểm qua đi, cô mới phản ứng lại, tốc độ của mình hình như còn nhanh hơn cả trước kia. Chẳng lẽ đây chính là tốc độ của thú nhân cấp 3 sao? Bạch Minh Mặc không thèm để ý đến lời xin tha của con chăn, anh tiếp tục siết chặt lấy cổ hắn ta, kéo lên bờ. Dương Miên Miên nhìn xung quanh một lượt, lúc này mới phát hiện đây là một nơi xa lạ, không kịp suy nghĩ nhiều. Cô vội vàng lấy trong không gian ra một tấm da thú chưa được cắt xén, quấn lên người, sau đó nhanh chóng lên bờ. Anh hổ, chị dê tha mạng, Bạch Minh Mặc, Dương Miên Miên. Cái gì thế này? Vừa rồi còn muốn lén tấn công ta, bây giờ lại xin tha mạng. Ngươi có thấy mình quá hèn hạ hay không? Nghĩ đến việc bản thân không mặc gì trên người, lại bị một con chăn hôi thối quấn lấy chân, nhớ lại cảm giác vừa rồi, bây giờ Dương Miên Miên vẫn còn thấy nổi da gà. Chỉ là, tại sao nơi nào có nước thì lại có chăn chứ? Thú giới này, có thể bớt như vậy được không? Sau này cô nhìn thấy nước, chắc chắn sẽ bị ám ảnh mất. Không, không thể trách tôi được. Tôi đang yên đang lành ở đây, tự nhiên hai người xông vào. Tôi còn tưởng là hai người muốn giết tôi cơ, cho nên tôi mới phải ra tay trước. Con chăn thối tha kia càng nói càng thấy tủi thân. Dương Miên Miên cười lạnh, Bạch Minh Mặc, xử lý như thế nào đây? Giết nó luôn. Dương Miên Miên vừa dứt lời, con chăn kia vội vàng xua tay, đừng giết tôi, xin hai người đấy. Tôi chỉ là một con chăn cấp 2 mà thôi, sống chui sống lủi ở cái hồ nhỏ này cũng không dễ dàng gì, xin hai người cao tay tha cho. Hừ, ai biết được ngươi có đang nói dối hay không, dù sao thì em cũng không thích ăn thịt rắn, vậy thì ném nó xuống hồ đi. Cuối cùng thì Bạch Minh Mặc cũng lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn và lạnh lùng. Nhưng mà con chăn kia nghe thấy, lại vui mừng, liên tục cảm ơn. Anh hổ, cảm ơn ngươi, ngươi thật sự là người tốt. À đúng rồi, hai người là thú nhân lang thang, hay là thú nhân của bộ lạc nào đó ở gần đây. Để báo đáp ơn không giết của hai người, tôi sẵn lòng tiết lộ cho hai người một tin tức. Nghe vậy, hai người liếc nhìn nhau. Hừ, nhìn ngươi liền biết ngay không phải là kẻ tốt lành gì. Ai biết được ngươi có phải đang cố ý dụ chúng ta hay không? Ngươi không cần quan tâm chúng ta là thú nhân lang thang hay là thú nhân của bộ lạc nào. Chẳng lẽ ngươi muốn sau khi dò hỏi rõ lai lịch của chúng ta, rồi sẽ dùng sát chiêu của mình để đối phó với chúng ta sao? Dương Miên Miên là người cẩn thận, nhìn thấy con chăn này đã có cơ hội sống sót, vậy mà lại còn muốn tiết lộ tin tức cho bọn họ, lập tức nghi ngờ mục đích của nó. Không, 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 ta thật sự không có ý gì khác, chỉ là muốn kết giao bạn bè với hai người mà thôi. Thật ra, tôi cùng với mấy tên thú nhân yếu đuối khác, lúc trước vẫn sống ở cái hồ nhỏ này, cũng muốn có cơ hội được quen biết những thú nhân có thực lực mạnh mẽ như hai người.
nhìn hai người liền biết ngay không phải người bình thường, đặc biệt là chị Dê, vừa rồi chị đã dùng cái gì thế, chém thẳng vào người ta, giờ ta vẫn còn đang chảy máu đây này. Một giống cái như chị mà đã lợi hại như vậy rồi, cộng thêm anh Hổ nữa, đúng là bất khả chiến bại. Chỉ là muốn hỏi thử xem, hai người có muốn thu nhận đệ đệ này hay không thôi. Dương Miên Miên, Bạch Minh Mặc, mau ném con chăn thối tha kia xuống hồ đi, tôi không muốn nhìn thấy nó nữa. Quả nhiên, con chăn kia lại bắt đầu ba hoa chích chòe. Bạch Minh Mặc cố nén giận, vung tay lên, ném cả con chăn dài 3 mét kia xuống hồ. Dương Miên Miên chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu cuối cùng của nó, liền nhìn thấy mặt hồ dâng lên một trận bọt nước. Bạch Minh Mặc, sao anh lại dẫn tôi đến nơi này? Tôi ghét nhất là loại sinh vật đen đen thúi thúi này đấy. Nhìn thấy Dương Miên Miên bị gió đêm thổi đến mức nổi da gà, anh tiến lên nắm lấy tay cô, định dẫn cô rời đi. Khoan đã, vừa mới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Dương Miên Miên, bỗng nhiên cô dừng bước, sắc mặt thay đổi, kinh ngạc thốt lên. Sao vậy? Bạch Minh Mặc vừa hỏi xong, Dương Miên Miên đột nhiên đưa tay lên, sờ lên đỉnh đầu mình. Bạch Minh Mặc, tóc dài của tôi đâu rồi? Sao lại thành ra thế này? Cảm giác khi sờ vào, giống như đang sờ vào một nắm dâu ngô bị cháy nắng vậy. Hơn nữa, tóc của cô rõ ràng dài đến eo rồi cơ mà. Bây giờ, mái tóc này ngắn ngủn, chỉ còn đến vai thôi. Bị sét đánh trúng, tôi đã cắt ngắn cho em rồi. Dương Miên Miên, không chỉ như thế, vừa rồi người em đen nhẻm, tôi còn tưởng rằng em bị thương, ai ngờ chỉ cần rửa sạch sẽ là lại trắng trẻo trở lại. Nhưng mà, xem ra sau khi bị sét đánh trúng, em căn bản không bị thương chút nào. Người cô đen nhẻm, cho nên Bạch Minh Mặc mới đưa cô đến cái hồ này để tắm rửa sao, còn giúp cô tắm rửa sạch sẽ nữa chứ. Dương Miên Miên bỗng nhiên muốn mở tấm da thú đang quấn trên người ra xem thử, nơi đó có phải cũng đã được rửa sạch sẽ hay không. Huynh quay người lại đi, Dương Miên Miên lập tức nói với Bạch Minh Mặc. Bạch Minh Mặc cau mày, không hiểu, nhưng mà cũng không nghe lời cô, quay người đi, nhanh quay người lại đi chứ. Nhìn thấy Bạch Minh Mặc không hiểu, Dương Miên Miên tiếp tục thúc giục, lần này, Bạch Minh Mặc ngoan ngoãn quay người lại. Dương Miên Miên vội vàng cởi tấm da thú đang quấn trên người ra, dưới ánh trăng mờ ảo, cũng không nhìn rõ lắm. May mà không đến mức để bản thân phải xấu hổ, cô quyết định tạm thời không nhìn nữa, chờ rời khỏi cái nơi khỉ ho cằn sâu này đã. Vừa mới quấn tấm da thú lên người, đột nhiên phía sau lại vang lên giọng nói của con chăn kia. Anh Hổ, chị Dê, tôi nói cho hai người biết, đi thẳng về phía trước nữa, vượt qua hai ngọn núi, có một bộ lạc, thú nhân của bọn họ ra ngoài đã một tháng rồi, vẫn chưa trở về. Nếu như hai người là người của bộ lạc nào đó, muốn mở rộng thế lực, có thể đến đó thu nhận bọn họ. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là hai người phải vào được bộ lạc đó đã. Nghe nói bên trong có 3 con chó sói đen cấp 4 đang bảo vệ cho bọn họ. Tin tức ta đã truyền đạt đến rồi đấy, đệ đệ ta đi trước đây. Lần sau gặp lại, nhớ đừng ăn ta nhé. Con chăn kia nói xong, lập tức lặn xuống hồ. Lần này, khiến cho Dương Miên Miên và Bạch Minh Mặc lại một lần nữa sửng sốt. Nó thật sự có lòng tốt như vậy sao? Có lẽ là thật. Gần đây không biết bộ lạc Thần Nguyệt đang làm cái gì, bắt rất nhiều thú nhân ở gần đó về làm nô lệ. Lúc trước, tộc trưởng không phải nói là bọn họ đang xây dựng tế đàn sao? Có lẽ, chính là bởi vì tế đàn đó. Bạch Minh Mặc nhìn về phía trước, ánh mắt sâu thẳm, lông mày khẽ nhíu lại, dường như đang lo lắng điều gì đó. Bạch Minh Mặc, có phải sắp có chuyện lớn gì xảy ra rồi không? Sao huynh lại lộ ra vẻ mặt lo lắng như vậy? Hình như huynh biết chuyện gì đó phải không? Nghe vậy, Bạch Minh Mặc đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Dương Miên Miên. Đây không phải là chuyện mà chúng ta phải lo lắng. Điều chúng ta phải lo lắng chính là làm thế nào để bảo vệ bộ lạc của mình, không trở thành vật hy sinh cho bộ lạc Thần Nguyệt. Lượng thông tin này thật là lớn. Dương Miên Miên cảm thấy rất sốc. Cô thật sự cảm thấy ước muốn đến thú giới làm ruộng của cô hình như đang dần dần tan biến. Bạch Minh Mặc, huynh nắm tay ta làm gì vậy? Đi được một lúc lâu, Dương Miên Miên mới phản ứng lại, vội vàng hất tay Bạch Minh Mặc ra. Bọn họ cũng không phải là bạn lữ của nhau, cần gì phải thân mật như vậy chứ. Cảm giác mập mờ này thật sự rất tra tấn người khác. Cô không muốn suy nghĩ lung tung, cho nên liền trực tiếp hỏi thẳng ra. Bạch Minh Mặc quay đầu lại, nhìn giống cái đang làm nũng kia, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nơi này, em quen thuộc sao? Lỡ như bị thú nhân khác nhìn thấy, xông đến cắn đứt cổ em, ta còn không kịp cứu em đấy. Nói xong, Bạch Minh Mặc tiến lên một bước, lại nắm lấy tay Dương Miên Miên, tiếp tục đi về phía trước. Cứ tưởng rằng tên thú nhân này đang mập mờ với mình, Dương Miên Miên cũng không dãy dụa nữa. Bạch Minh Mặc, bây giờ tóc của ta có phải là xấu lắm không? Ừm, rất xấu. Dương Miên Miên, Bạch Minh Mặc, tại sao huynh lại giúp ta cản lôi kiếp vậy? Không muốn để các con không có mẹ. Dương Miên Miên, Bạch Minh Mặc, tại sao lôi kiếp của ta lại to như vậy? Còn to hơn cả của Long Khiếu nữa. Em là giống cái được thú thần phù hộ, cho nên lôi kiếp càng to,
chứng tỏ thú thần càng phù hộ em. Dương Miên Miên, Bạch Minh Mặc, tại sao lôi kiếp của ta lại có ba đạo, ta mới cấp 3 mà. Long Khiếu đã cấp 5 rồi, không những không to bằng ta, mà còn ít hơn ta 2 đạo. Thú thần thích em, cho nên tặng cho em thêm 2 đạo nữa. Dương Miên Miên, Bạch Minh Mặc, sao em lại hỏi nhiều như vậy? Dương Miên Miên, em không mệt sao? Hàng loạt câu hỏi khiến cho Bạch Minh Mặc phải dừng bước thêm lần nữa. Dương Miên Miên không kịp đề phòng, đụng đầu vào vai anh ta. Ta không còn câu hỏi nào nữa. À không, ta còn một câu hỏi cuối cùng. Bạch Minh Mặc im lặng, nhìn chằm chằm vào giống cái đang đứng trước mặt. Chính là, vừa rồi con chăn kia đã đưa ra một lời đề nghị. Huynh nói xem chúng ta có nên nói cho tộc trưởng biết hay không? Không phải là tộc trưởng vẫn luôn muốn mở rộng thế lực cho bộ lạc hay sao? Bây giờ, bộ lạc chúng ta lại có thêm hơn 100 thú nhân rồi. Nếu như thú nhân trong bộ lạc không đủ, thật sự rất khó để mở rộng thế lực. Cứ tiếp tục như vậy, rất dễ nảy sinh mâu thuẫn giữa các thú nhân với nhau. Chuyện này, ta sẽ nói cho tộc trưởng, để cho ngài ấy tự mình quyết định. Nhưng mà, nếu như thú nhân trong bộ lạc càng nhiều, sau này bộ lạc càng lớn mạnh, thì cơ hội bị các bộ lạc khác tấn công sẽ càng nhỏ. Ít nhất, sau khi bộ lạc đã trở nên lớn mạnh, cũng coi như là một cách để tự bảo vệ mình. Ta cũng nghĩ vậy. Cùng nhau hợp tác thì mới có thể vượt qua khó khăn. Nghe nói, bộ lạc Thần Nguyệt có hơn 1.000 thú nhân, hơn nữa phần lớn đều là giống đực. Bọn họ muốn giống cái, chỉ cần đến động giống cái là được. Có lẽ là do thế lực của bộ lạc Thần Nguyệt rất lớn, thực lực mạnh mẽ, cũng có liên quan đến số lượng giống đực trong bộ lạc. Trong trường hợp có thể đảm bảo được vấn đề ăn mặc, chúng ta cũng nên mở rộng thế lực cho bộ lạc. Không cần phải đi xâm chiếm tài nguyên của các bộ lạc nhỏ khác, chỉ cần có năng lực tự bảo vệ mình là được. Em cũng hiểu chuyện đấy chứ. Không biết câu nói nhẹ nhàng kia của Bạch Minh Mặc là đang khen cô hay là đang chế nhạo cô nói nhiều nữa. Đi chân trần trên đất, ngay cả giày cỏ cũng không có. Dương Miên Miên bèn lấy trong không gian ra một đôi giày vải bằng vải, giá 15 tiền tệ. Nhìn thấy đôi giày mà Dương Miên Miên lấy ra từ trong không khí, Bạch Minh Mặc nhíu mày, đây là cái gì vậy? Cũng giống như giày cỏ thôi, chỉ là nó được làm bằng vải, không phải được bện bằng cỏ. Nếu như có thể tìm thấy cây gai dầu, ta có thể dạy thú nhân trong bộ lạc dệt vải. Vải dệt ra, không chỉ có thể làm giày dép như trên chân ta, mà còn có thể may quần áo. Nhưng mà, ta phát hiện ra rằng, thú nhân chúng ta mặc quần áo thật sự rất bất tiện. Chỉ cần biến thành hình thú, quần áo sẽ bị rách nát. Nhưng mà, nếu như có thể làm ra vải, có thể may quần áo rộng rãi một chút, như vậy thì ngay cả khi gặp phải nguy hiểm phải biến thành hình thú, quần áo cũng sẽ không bị rách nát. Bạch Minh Mặc cầm lấy đôi giày vải mới mua của Dương Miên Miên, lật qua lật lại nhìn ngắm. Ngón tay thỉnh thoảng lại sờ lên trên mặt giày, hình như còn mềm mại thoải mái hơn cả da thú. Đương nhiên rồi, đây là giày mà thú thần mặc, tất nhiên là thoải mái rồi. Nói xong, Dương Miên Miên giật lấy đôi giày từ tay Bạch Minh Mặc, xỏ vào chân. Nhìn Dương Miên Miên cúi người xỏ giày, Bạch Minh Mặc càng nhìn càng thấy thoải mái. Nhưng mà, Dương Miên Miên nói không sai, cho dù là giày dép hay là quần áo bằng da thú, thú nhân bọn họ, trừ khi không ra khỏi bộ lạc đi săn bắn, còn không thì đều rất bất tiện. Nhưng mà nếu như ở trong bộ lạc, có thể dùng vải mềm mại thay thế cho da thú để may quần áo, chắc chắn sẽ rất thoải mái. Đặc biệt là vào mùa hè, mặt đất bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt nóng rực. Nếu như có một đôi giày dày dặn như vậy, liền không phải sợ bị bỏng chân nữa chứ. Mặc quần áo bằng vải mềm mại như vậy, chắc chắn sẽ mát mẻ hơn so với mặc quần áo bằng da thú. Chờ mấy hôm nay bận rộn xong việc, tôi sẽ dẫn em vào rừng xem thử, xem có thể tìm được cây gai dầu kia hay không. Dương Miên Miên ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên. Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta mau trở về thôi, ra ngoài lâu như vậy rồi. Hơn nữa tôi lại ra ngoài trong tình huống đó nữa chứ, không biết ba nhóc con có lo lắng hay không. Bạch Minh Mặc nhẹ giọng đáp, ánh mắt liếc nhìn xung quanh một lượt, cho đến khi xác định trong vòng mấy dặm xung quanh không có bóng dáng của thú nhân nào, hắn mới biến thành hổ trắng. Dương Miên Miên không hề khách sáo, lập tức leo lên lưng hắn, đôi cánh xòe ra, nhanh chóng bay lên không trung. Bạch Minh Mặc, có phải hổ trắng nào cũng có cánh không? Hay là những loài hổ khác, nếu như có dòng máu thần thú, thì cũng sẽ mọc cánh sao? Lại nữa rồi, Bạch Minh Mặc im lặng, không muốn trả lời những câu hỏi kia của Dương Miên Miên nữa. Thấy Bạch Minh Mặc không để ý đến mình, Dương Miên Miên bĩu môi, cũng không nói gì thêm nữa. Đạo lôi kiếp thứ ba hôm nay là do Long Khiếu giúp em cản lại đấy. Vốn dĩ Dương Miên Miên còn tưởng rằng bọn họ sẽ im lặng trở về nhà gỗ. Ai ngờ vừa mới đáp xuống rừng cây, Bạch Minh Mặc bỗng nhiên lên tiếng. Dương Miên Miên đang hớn hở chạy về phía nhà gỗ. Nghe thấy lời này của Bạch Minh Mặc, cô dừng bước, sắc mặt thay đổi. Huynh nói cái gì? Long Khiếu lại giúp tôi cản lôi kiếp sao? Bạch Minh Mặc, huynh chắc chắn là huynh không phải đang đùa tôi đấy chứ? Bạch Minh Mặc cười lạnh, có lẽ là do lúc trước em đã từng yêu hắn ta tha thiết,
khiến cho hắn ta cảm động sao? Dương Miên Miên, em đúng là rất có bản lĩnh. Giọng điệu châm chọc khiến cho Dương Miên Miên nghe mà cảm thấy khó chịu, nhìn Bạch Minh Mặc đi thẳng qua người cô. Tên thú nhân thối tha này lại bắt đầu phát điên rồi. Nhưng mà tại sao Long Khiếu lại giúp cô cản lôi kiếp? Không phải là Long Khiếu rất ghét cô, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm cô hay sao? Phải biết rằng lôi kiếp kia to bằng cái bát đấy, còn to hơn cả lôi kiếp ban ngày của Long Khiếu gấp 10 lần. Vừa nãy nằm trên lưng Bạch Minh Mặc, tại sao cô lại im lặng? Còn không phải là bởi vì nhìn thấy vết bỏng trên lưng hắn hay sao? Nhìn thấy vết thương kia, Dương Miên Miên thậm chí còn lén lút khóc thầm trên lưng Bạch Minh Mặc. Mặc dù Long Khiếu là thú nhân cấp 5, nhưng mà uy lực của lôi kiếp đó không nhỏ chút nào. Rốt cuộc thì con rồng đen thối tha Long Khiếu kia đang nghĩ gì trong lòng vậy? Không nghĩ ra, Dương Miên Miên cũng không thèm nghĩ nữa. Trở về nhà gỗ, mới phát hiện Tiểu Phong đã ngủ say từ lúc nào. Ngay cả Tiểu Mưa cũng đang ôm Tiểu Phong, giống như một người chị đang dỗ em trai ngủ, đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Chỉ có Bạch Hạo là vẫn mở to đôi mắt, chờ bọn họ trở về. Nhìn thấy Dương Miên Miên bình an vô sự, thằng bé mới quay người đi vào nhà. Tiểu Hạo, con đang chờ mẹ sao? Mẹ đến đây với con đây. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Bạch Hạo, Dương Miên Miên vội vàng chạy đến, cởi giày ra, cất vào trong không gian, nằm xuống bên cạnh Bạch Hạo. Không bao lâu sau, cuối cùng thì Bạch Hạo cũng đã ngủ thiếp đi. Dương Miên Miên loáng một cái, đã vào trong không gian. Quay đầu nhìn lại, hạt giống cô vừa mới gieo xuống đất vài tiếng trước, không ngờ đã nảy mầm, lộ ra mấy chiếc lá xanh mơn mởn. Nhanh như vậy sao? Sau khi kinh ngạc, Dương Miên Miên vội vàng chạy vào trong nhà gỗ, cởi bộ quần áo bằng da thú ra, bắt đầu kiểm tra cơ thể mình. Chỉ là, khi cúi đầu xuống nhìn thấy vùng đen kịt giữa hai chân, cô lại một lần nữa trợn tròn mắt. Lúc trước cô đen như vậy sao? May mà Bạch Minh Mặc không có chê cô xấu, còn tốt bụng dẫn cô đi tắm rửa sạch sẽ nữa chứ. Nghĩ đến mái tóc của mình, Dương Miên Miên vội vàng dùng ý nghĩ mua một chiếc gương soi toàn thân trong siêu thị. Gương soi được chuyển đến nhà gỗ, hình ảnh của Dương Miên Miên hiện rõ trong gương. Còn chưa kịp kinh ngạc vì kiểu tóc lạ lẫm kia, khuôn mặt trong gương đã khiến cho Dương Miên Miên sững sờ. Có thể nói, cô đến thế giới này đã lâu như vậy rồi, căn bản không biết mình trông như thế nào. Thậm chí, còn không có thời gian để soi gương. Thế nhưng, khuôn mặt trong chiếc gương siêu nét này, không phải là cô thì là ai? Dương Miên Miên sợ đến mức vội vàng sáp lại gần gương, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc trong gương, miệng há hốc mồm, không nói nên lời. Rốt cuộc là cô xuyên không, hay là linh hồn xuyên không đây? Dương Miên Miên sờ lên ngực mình, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, vẻ mặt tràn đầy vẻ khó tin. Vô số nghi vấn hiện lên trong đầu, nhưng mà không ai có thể giải đáp cho cô cả. Không đúng, nếu như là ta tự mình xuyên không, sao ta lại có thể biến thành linh dương được? Đột nhiên, một đáp án hiện lên, Dương Miên Miên thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, cô chỉ là linh hồn xuyên không mà thôi. Dù sao thì, chiều cao này của cô, nhìn kỹ lại, cũng không phải là cô. Sau khi kinh ngạc, Dương Miên Miên bắt đầu soi gương tự sướng. Thân hình này cũng rất nóng bỏng đấy chứ. Tuy rằng kiếp trước cô cũng có thân hình khá ổn, nhưng mà cũng không đạt đến mức 1m75. Thân hình này, nếu như ở kiếp trước mà đem đi tham dự liên hoan phim quốc tế Cannes, nhất định sẽ trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông. Dương Miên Miên này, không ngờ là mình lại xinh đẹp như vậy, cũng không kém gì nữ chính trong chuyện đâu. Sau khi soi gương, tạo dáng mấy lần, ánh mắt của Dương Miên Miên lại một lần nữa dừng lại trên mái tóc của mình. Cái mái tóc này không lẽ phải đi ép cho thẳng ra sao? Nghĩ đến đây, Dương Miên Miên lập tức bận rộn, vội vàng mua tất cả những thứ cần thiết để ép tóc trong không gian. Để có thể sử dụng máy ép tóc, cô thậm chí còn mua cả máy phát điện. Là một giống cái yêu cái đẹp, cô không thể nào để mái tóc này rồi ra ngoài được. Cho nên dù cho có buồn ngủ hay mệt mỏi đến mấy, tối nay cô cũng phải thức để ép cho thẳng mái tóc này ra. Sau khi ép tóc xong, lại tiếp tục cắt tỉa. Cuối cùng, mái tóc dài đến eo của cô đã biến thành tóc ngắn ngang vai. Nhìn mình trong gương, Dương Miên Miên cảm thấy rất vừa ý. Sau khi vất vả một hồi, cô lại đi tắm rửa. Nhìn làn da trắng nõn nà hơn cả trước kia và những đường cong quyến rũ của cô ấy, trông cô ấy không giống một phụ nữ đã sinh ba con chút nào. Dương Miên Miên hài lòng rời khỏi không gian, nằm xuống bên cạnh Bạch Hạo, lập tức chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, cô bị đánh thức bởi tiếng cãi vã bên ngoài. Mở mắt ra, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, cô nhìn thấy khuôn mặt ngây ngô của Tiểu Phong. Mẹ đẹp quá! Nghe thấy lời khen của Tiểu Phong, Dương Miên Miên lập tức tỉnh ngủ, ngồi bật dậy, ôm chầm lấy Tiểu Phong. Tiểu Phong, con vừa nói gì? Tiểu Phong, con nói là đầu óc con khỏe lại rồi sao? Dù sao thì Tiểu Phong nói chuyện chưa bao giờ đúng chủ đề cả. Tiểu Phong như vậy thật sự khiến cho Dương Miên Miên vừa mới thức dậy đã cảm thấy vô cùng bất ngờ và vui mừng. Mẹ đẹp lắm, tóc đẹp, mặt cũng đẹp, đầu đầu cũng đẹp. Dương Miên Miên, đồ hồ ly tinh, cô còn nói là cô không thích Long Khiếu.
Long Khiếu đã chủ động giúp cô cản lôi kiếp rồi, cô còn nói là cô không có cố ý quyến rũ Long Khiếu. Đã lâu rồi cô không nghe thấy giọng nói chửi rủa này, bàn tay đang đặt trên mặt Tiểu Phong của Dương Miên Miên khựng lại, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Tiểu Phong, con ngoan ngoãn ở trong nhà đi, đừng ra ngoài, một lát nữa mẹ sẽ lấy đồ ăn ngon cho con. Tiểu Phong vui vẻ gật đầu lia lịa, Tiểu Phong không ra ngoài đâu, Tiểu Phong nghe lời mẹ. Dương Miên Miên lại mỉm cười, âu yếm xoa đầu Tiểu Phong, đứng dậy, chỉnh lại quần áo bằng da thú trên người, sau đó lấy trong không gian ra một chiếc lược gỗ, trải lại mái tóc ép thẳng mà cô đã vất vả làm tối qua, rồi mới đi ra ngoài. Vừa mới đi ra, Dương Miên Miên đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi. Giọng nói vừa rồi là phát ra từ miệng Hầu Đào Đào. Vốn dĩ cô còn tưởng rằng chỉ có mấy tên đầu đậu của Hồ Ly Nhi đến tìm cô tính sổ, không ngờ người đến đâu chỉ có mấy tên đó. Hình như là hơn nửa số thú nhân trong bộ lạc đều đến đây rồi thì phải. Bọn họ rảnh rỗi quá sao, không cần xây nhà nữa à? Điều khiến cho cô càng bất ngờ hơn là người đang cản mấy tên đầu đậu của Hồ Ly Nhi không phải là Bạch Minh Mặc, mà là tộc trưởng và bạn lữ của ông ta cùng hai người con trai. Bên cạnh là một đám thú nhân, vừa khuyên can Hầu Đào Đào bọn họ, vừa có người lên tiếng bất mãn. Tiểu Mưa được Bạch Hạo dắt tay, đứng trước cửa nhà gỗ, ngây người nhìn chằm chằm vào đám thú nhân đang muốn xông đến nhà bọn họ, rõ ràng là đã bị dọa sợ. Tiểu Hạo, Tiểu Mưa, cha các con đâu rồi? Lúc này, Bạch Minh Mặc không thể nào vắng mặt được. Chuyện lớn như vậy, đã đến tận cửa nhà rồi, sao lại không thấy bóng dáng của hắn đâu cả? Có lẽ là nhìn thấy mấy người kia đang chửi rủa, nên hai đứa nhỏ mới mải mê nhìn như vậy. Nghe thấy giọng nói của Dương Miên Miên, hai đứa nhỏ mới giật mình quay đầu lại. Chỉ là ánh mắt lạnh lùng của Bạch Hạo lại trở nên giống như lúc Dương Miên Miên vừa mới xuyên không đến đây. Không chỉ lạnh lùng mà còn tràn đầy sự căm hận. Mẹ, sáng sớm cha đã bị các ca ca của mẹ gọi đi rồi. Họ nói là đi tìm nhị cữu công. Dương Miên Miên, sau khi kinh ngạc, Dương Miên Miên nhìn đám thú nhân ở phía xa, lập tức lạnh lùng bước đến. Ồn ào cái gì? Hầu Đào Đào, Khổng Yên Yến, hai người ngứa ngáy tay chân rồi phải không? Sáng sớm đã chạy đến cửa nhà ta chửi bới cái gì? Miên Miên, cô ra rồi sao? Tộc trưởng quay đầu lại, nhìn Dương Miên Miên, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trong mắt ông ta vừa có sự kinh ngạc, vừa có chút xấu hổ. Rõ ràng, tộc trưởng cảm thấy ông ta không thể ngăn cản được Hầu Đào Đào bọn họ, cảm thấy có lỗi với Dương Miên Miên. Dương Miên Miên, đồ vô liêm sỉ, mới có mấy hôm, cô lại ngựa quen đường cũ, lại đi quyến rũ Long Khiếu sao? Cô có biết hay không, tối hôm qua Long Khiếu vừa mới đồng ý kết lữ với Lệ Nhi, vậy mà hắn ta lại chạy đi giúp cô cản lôi kiếp. Bây giờ thì tốt rồi, hắn ta bị thương nặng, Lệ Nhi buồn lắm, đều tại cô, tất cả là do cô hại. Long Khiếu bị thương nặng, vậy tại sao Bạch Minh Mặc vẫn bình an vô sự như vậy? Dương Miên Miên đang hừng hực khí thế, nghe thấy tin tức này, lập tức nhíu mày. Cô làm cái bộ mặt gì thế? Đáng lẽ ra tháng này Long Khiếu đã kết lữ với Lệ Nhi rồi. Bây giờ thì tốt rồi, cô không biết đã dùng thủ đoạn gì khiến cho Long Khiếu ghét cô như vậy, cũng phải giúp cô cản lôi kiếp. Cô quá đáng rồi, lúc trước cô giả vờ không có ý đồ gì với Long Khiếu, có phải là cố ý hay không? Hơn nữa, rõ ràng cô đã ngủ ở nhà Bạch Minh Mặc rồi, cô còn quyến rũ Long Khiếu làm gì? Vẻ mặt của Hầu Đào Đào tràn đầy sự chính nghĩa, hai mắt đỏ hoe, giống như đang bất bình thay cho bạn thân. Hồ Ly Nhi chạy đến vừa hay nghe thấy cảnh này, cảm động muốn khóc. Đào Đào, đừng nói nữa, đây là do Long Khiếu tự nguyện, làm sao có thể trách người ta được. Dương Miên Miên, đúng vậy, tôi thì làm sao chứ? Tôi đang thăng cấp, Long Khiếu tự mình đến giúp tôi cản lôi kiếp. Lúc đó tôi còn đang hôn mê không biết gì, nếu như không phải Bạch Minh Mặc nói cho tôi biết, tôi cũng không biết là Long Khiếu đã đến. Hầu Đào Đào, Khổng Yên Yến, hai người tốt nhất là nên uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Đừng tưởng rằng cứ có miệng là có thể nói lung tung. Hai người dọa con tôi rồi, còn có lần sau, đừng trách tôi không khách sáo. Dương Miên Miên không phải là đang nói suông, cô thật sự muốn ra tay rồi. Hừ, bây giờ đã là giống cái cấp 3 thì lợi hại làm sao? Lệ Nhi nhà chúng tôi cũng là giống cái cấp 3. Cô chính là đồ tiện nhân, không muốn nhìn thấy Lệ Nhi kết lữ với Long Khiếu, cho nên cố ý quyến rũ. Hầu Đào Đào còn chưa nói xong, Dương Miên Miên đã không nhịn được nữa rồi. Cô tiến lên túm lấy mái tóc đầy cháy giận của Hầu Đào Đào, giật mạnh một cái. Hầu Đào Đào lập tức bị kéo ra khỏi đám đông, ngã nhào xuống đất. Dương Miên Miên không hề khách sáo, ngồi xổm xuống, tát liên tiếp mấy bạt tai vào mặt cô ta. Tao đã bảo mày ngậm miệng lại rồi mà mày không nghe lời phải không? Vậy thì đừng trách tao không khách sáo, mày cứ thích nói lung tung phải không? Tao sẽ đánh cho miệng mày chỉ có thể ăn cháy giận thôi. Nhìn bộ dạng của mày, còn tưởng rằng mày thích trộm Long Khiếu. Mày còn hưng phấn hơn cả Hồ Ly Nhi, mày hưng phấn cái gì chứ? Dương Miên Miên vừa đánh vừa mắng. Cô đến thú giới đã lâu như vậy rồi, cũng chỉ đánh nhau với Khổng Yên Yến một lần mà thôi. Hôm nay vừa mới thức dậy, đã bị Hầu Đào Đào chạy đến cửa nhà chửi bới.
còn khiến cho Bạch Hạo dùng ánh mắt căm hận đó để nhìn cô. Cô cũng là người có tính tình đấy, được chứ? Dương Miên Miên, cô mau dừng tay lại. Hồ Ly Nhi lo lắng, vội vàng hét lên. Tộc trưởng nhìn thấy Hồ Đào Đào bị đánh, cũng không quan tâm nữa. Có một số giống cái, miệng lưỡi thật sự rất đáng ghét. Dù sao thì chuyện này cũng không đến lượt Hồ Đào Đào ghen tuông. Người ta Hồ Ly Nhi đã bảo đừng nói nữa rồi, cô ta còn không quản được cái miệng của mình. Vậy thì để cho Dương Miên Miên dạy cho cô ta một bài học nhớ đời vậy. Người muốn Dương Miên Miên dừng tay, đương nhiên là Hồ Ly Nhi rồi. Chỉ là cô ta xông lên, muốn kéo Dương Miên Miên ra. Ai ngờ, cô ta đã dùng sức mạnh của thú nhân cấp 3 rồi mà Dương Miên Miên đang ngồi trên người Hồ Đào Đào lại không hề nhúc nhích. Hồ Ly Nhi, tránh ra, nếu không thì đừng trách tôi đánh cả cô. Nói xong, Dương Miên Miên nhìn đám thú nhân, còn có mấy người nữa, ai chửi tôi, ai vu oan cho tôi, đứng ra đây cho tôi. Vừa nãy tôi nghe thấy rõ ràng có mấy người nữa chửi rủa tôi, sao bây giờ im hết rồi, có giỏi thì ra đây. Hôm nay tôi là giống cái cấp 3 bắt nạt mấy người đấy, thì đã làm sao, lũ sói mắt trắng vô ơn. Lúc ăn thức ăn của mẹ tôi chia cho, mấy người có nói lời cảm ơn nào không? Bây giờ hay rồi, ăn no rừng mỡ không có việc gì làm phải không? Giỏi giang lắm rồi thì chạy đến đây mắng chửi tôi. Có thời gian đó thì đi tìm mấy tên được giao phối đi, là giống cái. Không thể đi săn thì cố mà sinh thêm mấy đứa con cho bộ lạc đi. Không thì, nuôi mấy người ăn cơm không à? Dương Miên Miên thật sự có chút cuồng loạn rồi. Đối mặt với mấy con côn trùng này, cả ngày chỉ rảnh rỗi gây chuyện thị phi trong bộ lạc. Mỗi ngày đều vì mấy chuyện còn con mà cãi nhau không ngớt. Cô xuyên sách một chuyến, vốn còn tưởng chỉ cần sống cuộc sống của mình là được. Nhưng sau khi biết được tình cảnh của bộ lạc khó khăn như vậy, cô còn tốn tâm tốn sức suy nghĩ cho bộ lạc. Cô hào hiệp không so tính với đám tiện nhân đó. Cho dù là phải rời khỏi bộ lạc để tìm Bạch Minh Mặc, đi cứu giống đực, cô cũng để lại một đống thức ăn. Bây giờ cô thật sự cảm thấy, đám giống cái này, đúng là ăn no rừng mỡ không có việc gì làm. Sống trong phúc mà không biết hưởng phúc. Nên để cho bọn họ đi xem những nữ nô lệ sống khổ sở kia, bọn họ sẽ biết cách trân trọng cuộc sống tốt đẹp hiện tại. Có thời gian đó đi tranh giành tình cảm của người khác, còn không bằng chăm chỉ đi khai hoang, trồng thêm một ít lương thực, hoặc là nhanh chóng tìm một giống được kết đôi, sinh thêm mấy đứa con, xem thử có cơ hội nào, con cái có thể thay đổi gen, làm cho bộ lạc lớn mạnh, bảo vệ bộ lạc. Như vậy thì cuộc sống của bọn họ cũng có chút ý nghĩa, đặc biệt là bộ dạng của Hầu Đào Đào, giống như là cô đã cướp đoạt giống được của cô ta vậy. Khiến cho cô phát điên, liên quan gì đến cô ta chứ? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù là Long Khiếu thích cô, thì cũng chẳng liên quan gì đến Hầu Đào Đào chứ. Cô ta còn nhảy dựng lên cao hơn cả nữ chính Hồ Ly Nhi, giống như là Dương Miên Miên đã quyến rũ giống đực của cô ta vậy. Dương Miên Miên mắng một trận chửi rủa, cộng thêm một trận đánh túi bụi, trực tiếp đánh cho Hầu Đào Đào nằm lăn ra đất, ngay cả sức lực phản kháng cũng không có. Ngoại trừ việc khóc lóc thảm thiết, cầu cứu Hồ Ly Nhi, Khổng Yến Yến và tộc trưởng, cái miệng thối của cô ta cũng không dám phun ra thêm một chữ nào nữa. Thấy chưa? Chính là chưa từng chịu khổ, chưa từng bị đánh. Tao thấy mày sống an nhàn ở bộ lạc lâu rồi, nên quên mất sự nguy hiểm bên ngoài rồi. Giống cái như mày, chỉ biết ngang ngược ở trong nhà. Mày là cái thá gì? Lần sau còn dám mắng tao một câu nữa, mày cứ thử xem. Lần sau nữa, tao sẽ trực tiếp dùng thảo dược, biến mày thành kẻ câm. Dương Miên Miên đánh xong, đứng dậy khỏi người Hầu Đào Đào. Lại nhìn kỹ mái tóc rối bù của Hầu Đào Đào, khóe miệng cô giật giật. Sợ hãi run rẩy lớp da thú trên người, cô thật sự lo lắng, cháy trên người Hầu Đào Đào cũng chạy đến trên người cô. Mẹ kiếp, nhìn bộ dạng bẩn thỉu của mày, tao thấy ghê tởm. Sao tao có thể ngồi trên người mày đánh mày chứ? Biết vậy, tao nên xịt thuốc diệt côn trùng lên người mày trước, sau đó mới dạy dỗ mày một trận. Không phải Dương Miên Miên có thói ở sạch, là người học y, ngày nào cũng nhìn vi khuẩn dưới kính hiển vi nhiều rồi. Dù sao thì nhìn lại Hầu Đào Đào như thế này, càng nhìn càng thấy khó chịu. Dương Miên Miên là thú nhân trong bộ lạc, không thể đánh đập giống cái, vậy mà cô lại đánh Hầu Đào Đào thảm như vậy. Không biết Khổng Yến Yến lấy đâu ra dũng khí, tiến lên đỡ Hầu Đào Đào từ dưới đất dậy, dùng lời nói mà mọi người từng trách mắng cô ta để chỉ trích Dương Miên Miên. Nhìn Khổng Yến Yến rốt cuộc cũng nắm được nhược điểm của mình, vẻ mặt đắc ý, Dương Miên Miên cười nhạo một tiếng, sau đó chế giễu, "Đúng rồi, vừa nãy giống cái mắng tôi, có cả cô, Khổng Yến Yến đúng không?" Dương Miên Miên không nói hai lời, tiến lên túm lấy bả vai Khổng Yến Yến, sau đó giơ chân đá một cái. Khổng Yến Yến lập tức kêu la thảm thiết một tiếng, sau đó ầm một tiếng ngã xuống đất. Dương Miên Miên, cô điên rồi sao? Tộc trưởng, ông mau quản cô ta đi. Hôm nay ai cũng đừng hòng ngăn cản tôi dạy dỗ hai kẻ lắm lời các người. Đã ăn thức ăn của tôi rồi còn mắng chửi tôi, bây giờ thức ăn không trả lại được. Vậy thì đánh các người một trận, để giải tỏa nỗi hận trong lòng tôi vậy. Miên Miên, dừng tay. Giọng nói của một giống cái vang lên, còn chưa kịp dứt lời,
cô ta đã tiến lên, túm lấy bả vai của Dương Miên Miên. Dương Miên Miên đang tức giận ngút trời, bây giờ ai đến cũng vô dụng, đang hung hăng đấm vào đầu Khổng Yến Yến, cánh tay đang ra sức đánh người của cô, đột nhiên bị người ta nắm lấy. Cô quay đầu lại nhìn, nheo mắt, vậy mà lại là Hồ Ly Nhi. Hồ Ly Nhi, rốt cuộc cô muốn thế nào? Dương Miên Miên, tôi muốn quyết đấu với cô. Trên mặt Hồ Ly Nhi tràn đầy lạnh lùng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ôn nhu ngày thường, lúc này trong mắt lại chất chứa không ít hận ý. Có lẽ, rốt cuộc nữ chính cũng phải hắc hóa rồi. Đối với việc cốt truyện không diễn biến theo nguyên tác, Dương Miên Miên đã sớm quen rồi. Chỉ là, trong lòng có chút tiếc nuối. Dù sao thì ngày đó cô thức cả đêm đọc truyện, cũng là vì Hồ Ly Nhi. Cô thích sự dịu dàng của Hồ Ly Nhi, thích sự hy sinh cao cả của Hồ Ly Nhi vì bộ lạc, cũng thích sự lương thiện của Hồ Ly Nhi. Thế nhưng bây giờ, nữ chính mà cô thích, bởi vì cô, vậy mà lại phải hắc hóa sao? Điều quan trọng nhất là, rõ ràng cô cái gì cũng chưa làm. Đối với Long Khiếu, từ khi cô xuyên sách đến đây, hình như nói chuyện với anh ta cũng chưa được 10 câu chứ. Cô oan uổng hay không oan uổng, làm bia đỡ đạn theo nội dung trong sách cũng không được, không dựa theo nội dung trong sách không dây dưa với Long Khiếu cũng không được. Dương Miên Miên cảm thấy, sự tình đã càng ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát của cô rồi. Cho dù như thế nào, Hồ Ly Nhi vẫn luôn là nữ chính trong sách. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, cô không muốn trở mặt với Hồ Ly Nhi. Thế nhưng, người ta đã nói rõ là hận cô, muốn đơn độc quyết đấu với cô. Nữ chính mềm lòng, cô có thể làm gì đây? Quyết đấu thì quyết đấu, chỉ là trước khi quyết đấu, tôi chỉ muốn biết, Hồ Ly Nhi, tại sao cô lại muốn quyết đấu với tôi? Là bởi vì Long Khiếu, hay là bởi vì hai giống cái bị tôi đánh? Hồ Ly Nhi lạnh lùng nói, điều đó có quan trọng sao? Đương nhiên là quan trọng. Được, vậy thì tôi nói thẳng. Vì Long Khiếu, cũng bởi vì cô đã đánh bạn tốt của tôi. Nghe Hồ Ly Nhi nói thẳng thắn như vậy, Dương Miên Miên cười nhạo một tiếng, nhưng ánh mắt nhìn Hồ Ly Nhi lại mang theo sự chế giễu nồng đậm. Hồ Ly Nhi, tôi đã từng rất kỳ vọng vào cô, không ngờ cô lại khiến tôi thất vọng như vậy. Được, vậy thì nói về chuyện sau khi quyết đấu, thắng thua sẽ tính như thế nào đây? Lời nói khó hiểu của Dương Miên Miên khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của Hồ Ly Nhi nhăn nhó lại. Dương Miên Miên thất vọng về cô. Tại sao? Hình như đây là lần thứ hai Dương Miên Miên nói như vậy. Nhưng đám thú nhân nghe được cuộc trò chuyện của Dương Miên Miên và Hồ Ly Nhi đã sớm kinh ngạc há hốc mồm. Ở trong bộ lạc này, không, ở bất kỳ bộ lạc nào, cũng chỉ từng nghe nói đến chuyện hai giống được quyết đấu, nhưng thật sự chưa từng nghe nói đến hai giống cái cũng muốn quyết đấu. Cho dù có một số giống cái, vì tranh giành một giống đực, cũng chưa từng làm đến mức như vậy. Không ngờ tới, bộ lạc của bọn họ lại là người tiên phong. Miên Miên, Ly Nhi, đừng hồ đồ, hai người là giống cái, quyết đấu cái gì? Về nhà đi. Câu về nhà đi cuối cùng, tộc trưởng đương nhiên là quát lớn với Hồ Ly Nhi. Nhưng lúc này hai giống cái bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều bắn ra tia lạnh lẽo.